Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy, liền bạch Phật rằng: Con chẳng còn nghi, nhưng vì sợ người tu bị lầm lạc mà con phải thưa hỏi Phật vậy. Vì sao? Vì người xuất gia nghe Phật dạy về vô sở hữu tánh mà chưa hiểu rõ thâm nghĩa thì sẽ chấp không, dẫn đến sẽ chẳng trì giới, sẽ phá các oai nghi, vân vân, khiến người tại gia y theo đó sẽ khinh khi người xuất gia, phá hoại tam bảo. Còn vì vô tránh tam muội, vì thương xót chúng sanh mà thưa hỏi Phật như vậy, kính mong Phật giải đáp rõ ràng để chúng sanh được thâm hiểu. Phẩm thứ 76: Nhất tâm cụ vạn hạnh, một tâm đủ vạn hạnh. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu tánh thì Bồ Tát có lợi ích gì mà vì chúng sanh có vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì các pháp đều là vô sở hữu tánh nên Bồ Tát vì chúng sanh có vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì nếu có chấp có đắc thì rất khó được giải thoát. Này Tu Bồ Đề, những người chấp tướng chẳng có được đạo, chẳng có được quả, chẳng có được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, người chẳng đắc tướng thì có được đạo, có được quả, có được vô thượng Bồ Đề chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vô sở đắc chẳng có chỗ đắc, tức là đạo, là quả, là vô thượng Bồ Đề, vì pháp tánh là bất hoại, là chẳng thể bị hoại vậy. Nếu pháp vô sở đắc mà muốn được đạo, được quả, được vô thượng Bồ Đề thì đó là phá hoại pháp tánh vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, nếu pháp vô sở đắc tức là đạo, là quả, là vô thượng Bồ Đề thì làm sao có bậc sơ địa Bồ Tát dẫn đến bậc thập địa Bồ Tát, làm sao có vô sanh pháp nhẫn, làm sao có quả báo đắc thần thông, làm sao có quả báo đắc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, làm sao an trú trong quả báo đó mà thanh tịnh được Phật độ, thành tiêu chúng sanh, làm sao cúng dường chư Phật các y áo, các thức ăn uống, hoa hương, anh lạc, phẩm xá cùng tất cả các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, dẫn đến làm sao được vô thượng Bồ Đề mà chẳng mất các phước đức đó. Rồi sau khi nhập niết bàn để lại xá lợi cho các đệ tử ở đời sau được cúng dường, vân vân. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì các pháp là vô sở đắc nên có các bậc sơ địa Bồ Tát dẫn đến bậc thập địa Bồ Tát, có quả báo đắc thần thông, có quả báo đắc sáu pháp ba la mật, có quả báo thanh định Phật độ và thành tựu chúng sanh. Do nhân duyên thành tựu các thiện căn như vậy mà có thể làm việc lợi ích cho chúng sanh, dẫn đến sau khi nhập niết bàn có thể để lại xá lợi cho các đệ tử ở đời sau được cúng dường. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các pháp là vô sở đắc thì sáu pháp ba la mật và các thần thông có gì sai khác nhau chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì các pháp vô sở đắc nên sáu pháp ba la mật và các thần thông chẳng có gì sai khác nhau cả. Do chúng sanh chấp có bố thí dẫn đến chấp có các thần thông mà có phân biệt, nói ra như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao các pháp vô sở đắc mà bố thí dẫn đến các thần thông chẳng sai khác? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng đắc người thí, kẻ thọ mà hành bố thí, chẳng đắc trì giới mà hành trì giới, chẳng đắc nhẫn nhục mà hành nhẫn nhục, chẳng đắc tinh tấn giới mà hành tinh tấn, chẳng đắc thiền định mà hành thiền định, chẳng đắc trí huệ mà hành trí huệ, chẳng đắc thần thông mà hành các thần thông, chẳng đắc bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo mà hành bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, chẳng đắc không vô tướng và vô tác mà hành các tam muội không vô tướng và vô tác, chẳng đắc thành tựu chúng sanh mà thành tựu chúng sanh, chẳng đắc thanh tịnh Phật độ mà thanh tịnh Phật độ, chẳng đắc các Phật pháp mà đến được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải như vậy mà hành vô sở đắc bát nhã ba la mật. Bồ Tát hành vô sở đắc bát nhã ba la mật thì ma cùng thiên ma chẳng thể phá hoại được. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát làm sao có thể ở trong một niệm mà được đầy đủ vạn hạnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn, Bồ Tát chẳng xa rời bát nhã ba la mật. Khi tu bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, Bồ Tát chẳng xa rời bát nhã ba la mật. Khi tu bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, ba giải thoát, mười Phật lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi, Bồ Tát chẳng xa rời bát nhã ba la mật, dẫn đến khi tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Bồ Tát cũng chẳng xa rời bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, làm sao Bồ Tát chẳng xa rời bát nhã ba la mật mà trong một niệm có thể tu đầy đủ sáu pháp ba la mật,
dẫn đến tu đầy đủ 80 vẻ đẹp. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát tu bố thí cũng chẳng xa rời Bát Nhã Ba La Mật, nên là bố thí bất nhị tướng, chẳng có hai tướng. Tu trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, dẫn đến tu 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp cũng là bất nhị tướng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tu bố thí, dẫn đến tu 80 vẻ đẹp bất nhị tướng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật mà muốn đầy đủ đàn Ba La Mật, thì ngay khi hành bố thí, Bồ Tát phải nhiếp hết các Ba La Mật kia, nhiếp cả bốn niệm xứ, dẫn đến nhiếp cả 80 vẻ đẹp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi hành bố thí, Bồ Tát làm sao có thể nhiếp hết thảy các pháp vô lậu? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phải an trú nơi tâm vô lậu mà bố thí. Ở nơi tâm vô lậu, Bồ Tát chẳng thấy có người thí, có người thọ, có Phật tại thí. Vì tâm vô tướng là tâm vô lậu, nên dứt trừ được ái nhiễm sàn tham khi hành bố thí. Lúc bấy giờ chẳng thấy có bố thí, dẫn đến chẳng thấy có vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát cũng dùng tâm vô tướng vô lậu, tu trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, nên chẳng thấy có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có trí huệ, dẫn đến chẳng thấy có vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát cũng dùng tâm vô tướng vô lậu mà tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu 80 vẻ đẹp, nên chẳng thấy có bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng thấy có 80 vẻ đẹp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các pháp đều là vô tướng vô tác, thì làm sao Bồ Tát được đầy đủ bố thí, dẫn đến được đầy đủ 80 vẻ đẹp? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng tâm vô tướng vô lậu mà bố thí tất cả nội vật và ngoại vật sở hữu của mình, từ thân thể dẫn đến quốc thành, vợ con vân vân, đều đem ra bố thí cho chúng sanh. Nếu có ai nói rằng bố thí như vậy chẳng có lợi ích gì cả, thì Bồ Tát nên nghĩ rằng dù người ấy đến ngăn cản việc hành bố thí của ta vẫn chẳng thối tâm. Ta phải bố thí tất cả cho chúng sanh rồi đem công đức bố thí để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Ta cũng chẳng thấy các tướng của người thí, của người thọ, của Phật thí, của người hồi hướng, của pháp hồi hướng, của chỗ hồi hướng là vô thượng Bồ Đề. Tất cả các tướng ấy đều là chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì nội không, ngoại không, nội ngoại không, nên hết thảy pháp là không. Vì không không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô thủy không, tán không, tánh không, nhất thiết pháp không, tự tướng không, nên hết thảy pháp là không. Bồ Tát quán như vậy, nên chẳng thấy có người hồi hướng, pháp hồi hướng và chỗ hồi hướng, như vậy gọi là chánh hồi hướng. Lúc bấy giờ Bồ Tát thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, đầy đủ 6 pháp Ba La Mật, 37 phẩm trợ đạo, 3 giải thoát môn, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Bồ Tát đầy đủ bố thí Ba La Mật mà chẳng thọ quả báo thế gian, ví như chư thiên ở cõi trời tha hóa tự tại, tùy ý cần gì đều được cả. Cũng như vậy, Bồ Tát tâm nguyện gì đều được như ý. Bồ Tát dùng quả báo ấy để làm các việc bố thí, cúng dường chư Phật và ban phát đầy đủ cho chúng sanh. Bồ Tát dùng bố thí Ba La Mật để nhiếp độ chúng sanh, đem ba thừa pháp giáo hóa chúng sanh, độ thoát họ khỏi sanh tử. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác mà được đầy đủ bố thí Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ Tát làm sao được đầy đủ trì giới Ba La Mật? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, khi hành trì giới Ba La Mật, Bồ Tát trì đủ các giới, thành giới vô lậu, nhập vào 8 thánh đạo, giới tự nhiên, giới báo đắc, giới thọ đắc. Hết thảy các giới đầy đủ, chẳng thiếu, chẳng phá, chẳng tạp, chẳng trưởng, chẳng chấp. Đây là giới tự tại, là giới mà người trí khen ngợi. Vì giới là vô sở thủ, chẳng có chỗ nắm bắt, nên dù ở nơi sắc thọ tưởng hành thức, dù ở nơi 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, dù ở nơi các đại gia đại tộc, dù ở nơi các cõi trời tứ thiên vương, tam thập tam thiên, dạ ma thiên, đâu xuất đà thiên, hóa lạc thiên, đa hóa tự tại thiên, phạm chúng thiên, quang âm thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên, vô tưởng thiên, vô nhiệt thiên, diệu kiến thiên, hỷ kiến thiên, akanicha thiên, không xứ thiên, thức xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ thiên. Dù ở nơi tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, bích chi phật, dù ở ngôi vị chuyển luân thánh vương, vân vân, Bồ Tát cũng chỉ vì chúng sanh mà cùng với họ đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, dùng vô tướng, vô đắc, vô nhị mà hồi hướng, chỉ vì
chỉ là vì thế tục đế, chẳng phải vì đệ nhất nghĩa đế. Bồ Tát đầy đủ trì giới Ba La Mật, dùng các lực phương tiện khỏi tu bốn thiền mà chẳng chấp đắm thiền vị, được năm thần thông do nơi bốn thiền mà được thiên nhãn. Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy ở phương đông, chư Phật hiện tại dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Chỗ thấy chẳng xài chẳng mất, ở chín phương kia cũng là như vậy. Bồ Tát lại dùng thiên nhĩ thanh tịnh, nghe chư Phật ở khắp mười phương đang thuyết pháp, chỗ nghe chẳng sai chẳng mất, nên thường làm lợi ích cho mình và cho người. Bồ Tát lại dùng tha tâm trí, biết rõ tâm của chư Phật khắp mười phương, cùng tâm của hết thảy chúng sanh, nên thường làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Bồ Tát lại dùng túc mạng trí, biết rõ các nghiệp nhân ở quá khứ của từng chúng sanh. Vì các nghiệp nhân duyên chẳng mất nên chúng sanh, thọ sanh ở nơi nào Bồ Tát cũng đều biết rõ. Bồ Tát lại dùng lậu tận trí, khiến chúng sanh được các quả tu đà hoàn, tư đà hàm, ana hàm, A-la-hán, bích chi Phật. Ở bất cứ nơi nào, Bồ Tát cũng có thể làm cho chúng sanh vào trong các thiện pháp. Như vậy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác mà được đầy đủ trì giới Ba La Mật. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ Tát làm sao được đầy đủ nhẫn nhục Ba La Mật? Phật dạy, này tu Bồ Đề, từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, nếu bị chúng sanh nào đến đánh đập, đâm chém, Bồ Tát cũng chẳng khỏi sân giận, dù chỉ mống lên trong một niệm. Bồ Tát phải tu cả hai thứ nhẫn, đó là chẳng khỏi tâm giận hận thù oán đối với bất cứ ai đến mắng nhiếc đánh đập đâm chém mình. Biết rõ các pháp đều là vô sanh, nên chẳng thấy có người đến mắng nhiếc đánh đập đâm chém, chẳng có người thọ nhận các ác sự đó. Bồ Tát tư duy rằng các pháp ở nơi thật tánh đều là rốt ráo không, là bất khả đắc, chẳng có pháp, chẳng có chúng sanh. Do quán như vậy mà Bồ Tát chẳng thấy có người mắng nhiếc đánh đập đâm chém mình và liền được vô sanh pháp nhẫn. Thế nào gọi là vô sanh pháp nhẫn? Đó là biết các pháp tướng thường chẳng sanh, biết các phiền não từ trước đến nay cũng thường chẳng sanh. Bồ Tát trú trong hai thứ nhẫn này thường được đầy đủ bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, đầy đủ bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, đầy đủ ba giải thoát, mười Phật lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi. Bồ Tát trú trong pháp vô lậu xuất thế gian nên được đầy đủ các thánh thần thông, chẳng đồng với hàng thanh văn và bích chi Phật. Trú trong thánh thần thông, Bồ Tát dùng thiền nhãn, quán thấy chư Phật ở phương đông mà liền được niệm Phật tam muội, đối với chín phương khác cũng là như vậy. Bồ Tát lại dùng thiền nhĩ, nghe chư Phật ở khắp trong mười phương đang thuyết pháp, rồi đem pháp vừa được nghe dạy lại chúng sanh. Bồ Tát biết rõ tâm của chư Phật và tâm niệm của chúng sanh, để tùy tâm niệm của chúng sanh mà thuyết pháp. Bồ Tát lại dùng túc mạng trí, biết căn tánh của chúng sanh ở đời trước, rồi vì họ thuyết pháp khiến họ được hoan hỷ. Bồ Tát lại dùng lậu tận thông giáo hóa chúng sanh khiến họ được ba thừa đạo. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, dùng lực phương tiện bát nhã ba la mật để thành tựu chúng sanh, khiến họ được đầy đủ nhất thiết chủng trí, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề chuyển pháp luân. Như vậy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác mà được đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ Tát làm sao được đầy đủ tinh tấn ba la mật? Phật dạy, này tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát thành tựu thân tinh tấn và tâm tinh tấn, nhập vào sơ thiền, dẫn đến vào đệ tứ thiền, được các thần thông, thường phân ra nhiều thân, bay đến vô lượng thế giới Phật để cúng dường chư Phật. Khi được vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát được hết thảy thế gian cúng dường. Sau khi nhập Niết Bàn, xá lợi cùng chư đệ tử cũng được thế gian cúng dường. Bồ Tát cũng dùng các lực thần thông, bay đến các thế giới Phật để được nghe chư Phật thuyết pháp, lãnh thọ giáo pháp của chư Phật mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, chọn chẳng sai chẳng mất. Bồ Tát tu nhất thiết chủng trí thanh tịnh Phật độ thành tựu chúng sanh. Này tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát thành tựu thân tinh tấn như vậy, nên được đầy đủ tinh tấn ba la mật. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thành tựu tâm tinh tấn? Phật dạy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát ở nơi thành giới vô lậu tinh tấn vào tám thánh đạo, chẳng chấp các pháp tướng là thường hay vô thường, là khổ hay lạc, là ngã hay vô ngã, là hữu vi hay vô vi, là thuộc về cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc, là tánh hữu lậu hay tánh vô lậu,
là bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, là bốn niệm xứ, dẫn đến là tám thánh đạo, là 10 Phật lực, là 18 bất cộng pháp. Đối với các quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, dẫn đến các quả vị Bồ Tát và Phật Bồ Tát cũng chẳng chấp tướng. Vì sao? Vì tánh là không nên chẳng thể dùng tánh mà chấp tướng vậy. Bồ Tát dùng tâm tinh tấn rộng độ chúng sanh mà biết rõ chúng sanh là bất khả đắc. Như vậy là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn ba la mật thanh tịnh Phật độ giáo hóa chúng sanh vì chúng sanh là bất khả đắc vậy. Vì thành tựu thân tâm tinh tấn nên Bồ Tát tiếp thủ hết thảy các thiện pháp mà chẳng chấp các thiện pháp vì lợi ích chúng sanh. Bồ Tát đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, hiện các thần thông, phóng đại quang minh, dạy cho chúng sanh biết các thánh đạo, từ bỏ sát sanh, xa rời tà kiến, tu sáu pháp ba la mật. Như vậy, nay tu Bồ Đà, Bồ Tát ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác mà được đầy đủ tinh tấn ba la mật. Ngài tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ Tát làm sao được đầy đủ thiền ba la mật? Phật dạy, nay tu Bồ Đề ngoại trừ các thiền định của chư Phật ra, Bồ Tát được đầy đủ các thiền định khác. Bồ Tát ly dục, ly ác, bất thiện pháp, ly sanh hỷ lạc, có giác, có quán, vào sơ thiền, dẫn đến vào đệ tứ thiền. Bồ Tát trải rộng thâm tử bi hỷ xả khắp cả mười phương thế giới. Bồ Tát vượt các sắc tướng, dứt trừ các tướng đối đãi, nhập vào hư không vô biên xứ, dẫn đến nhập vào phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ. An trú trong thiền ba la mật, Bồ Tát thuận nghịch ra vào tám bối xả, chín thứ đệ định, các tam muội không vô tướng và vô tác, dẫn đến ra vào kim cang tam muội. An trú trong thiền ba la mật, Bồ Tát tu 37 phẩm trợ đạo, dùng đạo chủng trí nhập vào tất cả các thiền, vượt qua cản huệ địa, dẫn đến vượt qua bích chi Phật địa, nhập vào Bồ Tát vị, đầy đủ Phật địa, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề mà chẳng có chấp thủ đạo quả. An trú trong thiền ba la mật, Bồ Tát đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác làm việc lợi ích cho chúng sanh, hoặc dùng bố thí trì giới, trí huệ giải thoát trí kiến để nhiếp độ chúng sanh, khiến họ vào được Phật đạo. An trú trong thiền ba la mật, Bồ Tát được hết thảy các đà la ni, được bốn vô ngại trí, được các thần thông. Bồ Tát vĩnh viễn chẳng vào thai mẹ, vĩnh viễn chẳng thọ năm dục, nên tuy có sanh mà chẳng bị pháp sanh làm nhiễm ô. Vì sao? Vì Bồ Tát thấy hết thảy pháp đều là như huyễn. Bồ Tát làm các việc lợi ích cho chúng sanh mà vẫn biết chúng sanh và các pháp đều bất khả đắc. Bồ Tát dùng các pháp giáo hóa chúng sanh khiến họ vào được nơi vô sở đắc. Đây là thế tục pháp, chẳng phải là đệ nhất nghĩa. An trú trong thiền ba la mật, Bồ Tát được hết thảy các thiền định giải thoát tam muội, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề mà chọn chẳng ly thiền ba la mật. Lúc hành đạo trùng trí như vậy, Bồ Tát được nhất thiết trùng trí, dứt trừ hết thảy các phiền não tập khí, rồi làm các việc lợi mình và lợi người. Do vậy mà trở thành ruộng phước cho hết thảy thế gian, trời người Atula. Như vậy, nay tu Bồ Đà, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát được đầy đủ thiền vô tướng ba la mật. Ngài tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ Tát làm sao được đầy đủ bát nhã ba la mật? Phật dạy, nay tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy các pháp thật có định tướng. Bồ Tát thấy sắc tướng bất định chẳng phải là thật tướng, dẫn đến thấy thức tướng bất định chẳng phải là thật tướng. Bồ Tát chẳng thấy sắc danh dẫn đến chẳng thấy thức danh. Như vậy, các pháp dù hữu lậu hay vô lậu đều chẳng có đến đi, chẳng có chỗ đến, chẳng có chỗ đi, cũng chẳng có chỗ tập. Khi quán như vậy, Bồ Tát chẳng thấy có sắc tánh dẫn đến thức tánh, chẳng thấy có pháp tánh hữu lậu, chẳng thấy có pháp tánh vô lậu. Khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát tin hiểu hết thảy các pháp đều là vô sở hữu tướng. Tin hiểu như vậy rồi, nên Bồ Tát hành nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không. Mà ở nơi các pháp đều chẳng chấp, ở nơi sắc dẫn đến ở nơi vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát đều chẳng chấp.